thực hiện kế hoạch số 769 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên các trường hợp nguy cơ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Sáng nay, Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ tổ chức xét nghiệm đồng loạt SARS-CoV-2, sàng lọc nguy cơ mắc COVID-19 trên địa bàn quận, tập trung vào nhân viên bến xe, tài xế, nhân viên xe buýt. Tại bến xe Đà Nẵng, nhân viên khoa xét nghiệm thuộc Trung tâm Y tế quận đã tiến hành lấy mẫu cho 121 nhân viên bến xe. Công tác lấy mẫu được thực hiện tuân thủ theo quy định phòng chống dịch là đảm bảo kỹ thuật lấy mẫu giãn cách 2 mét, sử dụng máy quạt để tăng độ thông thoáng tại nơi lấy mẫu và khử khuẩn môi trường sau lấy mẫu. Nhận thức được bản thân làm việc trong môi trường tiếp xúc nhiều người, các nhân viên bến xe đều thấy rằng việc này vô cùng cần thiết. Vì tiếp theo những ngày trước đây mình chưa có thể dự đoán được là tình hình dịch bệnh sẽ diễn biến như thế nào. Nên là khi mà tổ chức xét nghiệm cho anh em á, thì tất cả cán bộ nhân viên ở đây đều rất là vui mừng, an tâm tiếp tục cái công việc của mình trong một cái môi trường mà khá là phức tạp như thế này. Trên cơ sở danh sách các đối tượng có thể có nguy cơ do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố cung cấp, Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ lựa chọn ngẫu nhiên 20% đối tượng để xét nghiệm theo quy định. Theo đó, trong ngày hôm nay, ngày 9 tháng 3, Trung tâm Y tế quận đã tiến hành xét nghiệm đồng loạt cho 159 người của 6 phường và 3 công ty vận tải trên địa bàn quận, tại Trung tâm Y tế các phường và bến xe trung tâm, thực hiện xét nghiệm sàng lọc bằng kỹ thuật xét nghiệm sinh học phân tử Real-Time RT-PCR. Thì đối tượng trong cái đợt này á, là những người á, mà có yếu tố tiếp xúc nhiều, di chuyển nhiều như là tài xế, phụ xe, nhân viên các công ty, doanh nghiệp bến xe thì được xét nghiệm 100%. Còn những cái đối tượng mà đi đến từ các địa phương mà có ca bệnh cộng đồng á thì lái hơn 10%. Ví dụ như là sinh viên, công nhân, người lao động. Việc triển khai xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên các trường hợp có yếu tố nguy cơ trên địa bàn để đánh giá tầm soát, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, kịp thời triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý ổ dịch sớm, hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.